Hôm nay là mình đưa một con đồng cắn kim nha anh em. Lúc bác ở ngoài là nói chung ở ngoài rừng là mình nghe nó gáy ngân tiếng kim rất là hay. Thì tiếng nó mình nghe gần thì thấy nó nhỏ nhỏ vậy nha anh em, nhưng mà lúc ngoài rừng cách rất là xe là nghe nó giống là tiếng giống của nó. Nó nghe đẻ lắm nha anh em, nói chung là cắn kim á. Bây giờ nuôi để đi tập được rồi. Vừa rồi mình cho nó gù với một con chim mồi đất lở. Cho nó gù với một con chim mồi đất lở của mình nè anh em, mà bắt mới có mấy con đất à. Thì nó để tranh chim rồi, nó chịu chơi rồi. Và mình đã đi tập rồi nha anh em. Mình đã đi tập, nói chung là đi đâu nó cũng chơi ra nha anh em. Nhưng mà nó chưa có bắt bói. Đó mình chỉ ôi mình hôm nay gió lắm anh em à. Gió mà thời tiết lạnh, mình đang quay đi mình quẳng bằng eo. Eo khốt nha anh em. Thì vài ngày thì mình cho qua một ít cơ thôi, cơ quan thường thường thôi. Rồi hủ cát với ăn lúa. Thì anh em nào mà có một con thỏ rồi anh em à. Thân nhuyễn rồi á, anh em cần thêm một con đồng cắn kim á. Để anh em đi tập á, đi chơi á, thì anh em cứ alo mình. Mình sẽ đỡ cho anh em con chim này. Thì nó vẫn dặm dục đầy đủ nha anh em. Có dặm, có gu, có thúc gu. Nói chung là đấu chim rất là hay. Còn riêng con chim này mà lúc mà còn ở rừng á, thì nói chung là từ sáng cho tới trưa là con chim này nó mới chịu nhảy nè anh em à. Còn re ngoi thì cứ cửa là đổ thôi lúc nó ngoi á, còn xếp vào là chỉ biết gu thôi, gu đẻ rồi là re ngoi đâu là đấu gu. Thì cuối cùng nuôi này là nó đẻ nổi rồi, bây giờ là chững chạc rồi, có bỏ lòng giữ đi chơi. Nói chung là anh em đi đi tập nó đi chơi nó, nói chung là nó hiện bây giờ là nó chưa bác bói thôi nha anh em, nó chưa bác bói thôi. Thì riêng con chim này thì nó đóng cái thủ thở với cái bộ lông này thì nó bền cực kỳ nha anh em, cái lông to gì. Và đỡ phải mình cái máy nó bị nhỏ rồi, đỡ mình sẽ đấy là cho anh em xem. Còn cặp chân của nó thì nói chung là không thể nào chơi đi đâu nữa nha anh em, đồng mà đóng một cái chân to quặm. Đây là dàn eo nó nè anh em à, anh em thấy dàn quy nó không? Đóng rất là đều và kín. Và bộ cườm nó thì đóng chặt không keo nhưng mà lẻ xuống. Đây, bộ cườm chặt eo quá nha anh em. Và đây là anh em xem cái miệng nè anh em à. Nói chung là khi mà con này anh em mà nuôi tập cho nó nhẫn lên, bắt chi nhiều chim rồi á, hay là nói chung anh em làm như thế nào mà con bói mà vào rớt vào thớ chịu gù nó thì nó gù nó dặm nó dục nó gù nó nhận nó chơi y xì lúc mà nãy mà mình cho nó gù với con mùa đất lỡ của mình ấy. Lúc trước thì nó vừa thì nó còn sợ sợ tiếng, nhưng mà nay là nó đã chơi rồi, anh gù bao nhiêu cũng được nha anh em. Thì đó là cái nước nó thúc chân trơn như nãy nó cũng có dặm, nhưng mà khi nó kéo con chim á, mình đã đi mình chạm rồi, nó kéo con chim bói ngồi á, anh em nghe là dặm một dặm hai đổ gu. Còn ở nhà thì cứ gần gần bên gáy thì nó cũng thúc gu, gọi là nước đấu của nó ấy, cũng hay nha anh em. Đó, thì anh em nào mà cần một con đồng cắn kim, nói chung là ở ngôi thì nó gọi là kim luôn á nha anh em, nhưng mà đây mình nuôi thì bây giờ nó mình dùng từ cắn kim đi anh em, vừa anh em muốn cách nhìn nhận thêm riêng biệt gì là thêm của anh em. Nhưng mà con này thì vừa nước và tiếng gáy và cái độ gù nó thì không có chặt nha anh em cứ vừa là anh em đi chơi đã chờ bổi và bét thôi. Nhiều lúc nó nhanh gáy nhiều lúc nó chậm một tí nha anh em, vì nó mới đi tập thôi nhưng mà ly rồi, vì bạn năng nó hồi xưa ở rừng về nữa nên là giờ đi nó chơi nó cũng rất là dở. Một hai chuyến đầu thì cả thở nó làm biếng nó chậm, nhưng mà khi bắt được chim rồi thì anh em cứ
chờ bói vào con chim này thì anh em không suy nghĩ, đừng ngủ. Rồi, mình xin chào hết tất cả nhà anh em nào vừa xem cái video này của mình nha. Đánh giá nhìn nhận thì anh em có cách nhìn nhận khác nhau. Rồi, chào hết anh em.